Xin chào quý khách. Chúc quý khách một ngày mới bình yên, sức khỏe và an lành, nhiều thành công về cuộc sống. Hôm nay tôi giới thiệu về sự khác nhau giữa trà túi lọc sâm dây là bên nhà trường Quảng Tâm đang sản xuất và bột sâm dây nghiền mịn. Là hai sản phẩm này sử dụng và ứng dụng khác nhau như thế nào? Thì sản phẩm mà trà túi lọc sâm dây là được chúng tôi đóng thành mỗi túi 10 gram túi lọc, thì khi mà quý khách cho vào nước trà thì nó sẽ lên màu như thế này, màu vàng, và mình uống trà thì nó sẽ giúp cho là tiện lợi vào buổi sáng. Đặc ưu điểm của sản phẩm này là khi mà quý khách uống trà thì những cái hạt sâm, tức là cái sâm nguyên củ, được nghiền thành bột. Và cái bột này đóng ở trong cái túi lọc, thì từ đó thì quý khách uống trà thì nó sẽ không bị cái cợn của cái bột vào trong cái ly trà của mình. Và khi mà mình dùng thì mình có thể vớt cái túi lọc ra và mình sử dụng. Thì đóng vào cái hộp như thế này thì quý khách có thể là thích hợp là mình uống hàng ngày, rồi tặng quà cho người thân, rồi trong công việc. Vậy thì cái sản phẩm mà bột thì nó sẽ khác gì? Ở cái sản phẩm bột thì nó sẽ là bên chúng tôi thì sẽ nghiền ra, nghiền cái bột này nó mịn hơn. Đây là cái sản phẩm mà bột là nước sâm đã nghiền bột và mịn. Thì cái đặc điểm cái củ sâm này, khi mà mình nghiền mịn ra rồi, mình cho vào nước thì những cái hạt sâm này nó nở ra, và từ đó thì mình uống và mình có thể mình ăn luôn cái bột này, thì nó dễ, nó ngon hơn và nó mềm hơn. Và cái sản phẩm này là bột nguyên chất. Nguyên chất ở đây là tức là từ cái củ sâm khô và chúng tôi nghiền, trải qua rất là nhiều công đoạn và nó nghiền mịn. Thì đặc điểm của cái trà này á, với cái bột này, thì cái bột sâm này nó sẽ là nghiền, nghiền mịn mà nghiền siêu mịn hơn. Còn cái trà này á, thì cái hạt nó sẽ là khô hơn, bởi vì là cái máy đóng túi lọc thì những cái hạt mà nó nặng thì nó mới rớt xuống để nó cân định lượng. Thì mình nếu mình đóng những cái túi mịn quá thì nó khó xuống được. Bởi vì vậy nên là cái trà này là mình thích hợp là mình đóng vào trà túi lọc là những cái hạt nó chưa được mịn lắm. Còn cái sản phẩm bột này là siêu mịn, và quý thầy vị có thể là dùng uống nước như thế này hoặc là nấu ăn. Ly nước sâm này tôi đã cho pha vào yến và mình có thể uống chung với yến được, rất là ngọt, thơm và ngon, thích hợp cho rất là nhiều người là suy nhược và bệnh đau mới ốm dậy, và mình dùng để bồi bổ thì nó giúp cho là hồi phục sức khỏe. Và sản phẩm này, đây là cái củ sâm dây hay còn gọi là đạn sâm, thì nhiều quý khách là không phân biệt được sâm dây là gì. Tức là sâm dây là đạn sâm, và cái tên sâm dây đó là một cái tên từ địa phương của cái vùng ở Kon Tum này thôi. Còn tên đông y nó là đạn sâm, và tên khoa học nó là Codonopsis javanica, khác với cái loại Codonopsis balosuwa của Trung Quốc. Thì đây là cái sản phẩm sâm của Việt Nam, một sản phẩm sâm chất lượng, một cây sâm tốt của người Việt. Và cái loại sản phẩm này với cái giá thành bình dân nên là được sử dụng và ứng dụng không chỉ ở Việt Nam mà ở trên thế giới. Ví dụ như là ở Trung Quốc thì ứng dụng về đạn sâm rất là lớn, và người ta dùng phổ biến ở trong những cái món ăn, ẩm thực, trà đạo. Và như ở trên màn hình quý vị đang thấy đấy, đây là một cái sản phẩm trà từ chúng tôi. Thì quý vị chỉ vào một buổi sáng thì mình có thể là mình cho một gói trà 10 gram với 300 ml nước nóng, mình ủ cỡ 15 phút. Thì đặc điểm cái củ mà đạn sâm này, nếu mà quý vị mà mua củ á, củ thì bên chúng tôi chia ra 3 loại, to, trung và nhỏ. Nhưng mà để ra nấu ra nước như thế này thì quý vị bắt buộc phải đun, đun rất là lâu để cho nó có thể ra nước được như này. Về bản chất thì nó rất rất khó mà ra được hết chất. Nên bởi vì vậy nên là cái sản phẩm bột, khi mà mình cho nước nóng vào thì mình có thể sử dụng được ngay, nó ra được nhanh và hết chất. Và khi mà cái bột á, trước đây thì cái bột như thế này mà cái loại mà chưa nghiền mịn á,
cái loại sản phẩm này bột mà chưa nghiền mịn thì khi mà đổ vô trà thì nó uống nó sẽ tạo một lớp cặn, thì từ đó thì nó rất là khó. Nên là đóng cái trà tủ lọc này thì quý vị có khi mà dùng thì quý vị có thể vớt ra hoặc là để trong cái bình như thế này, mình uống trà hàng ngày rất là tốt và rất là tiện lợi. Còn nếu mà quý vị thích dùng bột, đây là bột sản phẩm bột mịn, nghiền rất là mịn và mình có thể ăn trực tiếp được luôn, nó không có lợn cợn như trước nữa. Đây giống như là tôi đã pha với yến đây về mình ăn rồi nó tan ở trong miệng. Mình chỉ cần pha một muỗng nhỏ cà phê với 300 ml nước thì tương đương cái ly như thế này là mình có thể sử dụng được rồi. Thì đặc điểm cái củ sâm của Việt Nam mình, cái sâm của vùng Tum Rông, Kon Tum thì đạn sâm thì cũng có ở rất là nhiều cái vùng núi khác nhau, nhưng mà vùng ở Kon Tum thì cái trữ lượng nó lớn và đây là một cái sâm gốc ở cái vùng này. Cái loại này sâm này sinh sôi nảy nở tại cái vùng này và phát triển là từ xa xưa đến nay. Thì cái loại này mà khi mà quý khách mà mua về, nếu mà mua nguyên củ thì tâm lý thì thường là sợ chiết hết chất rồi, thường thì mình mua nguyên củ về mình đun á thì nó mất thời gian, nó lâu. Những cái người mà làm văn phòng hay là cuộc sống bận rộn thì không thể mà mình đun lâu như vậy, thì mình sử dụng cái sản phẩm này thì nó rất là tiện lợi, nhanh chóng và sử dụng được tốt, chứ không phải là giống như cái dòng mà của Trung Quốc đưa về đâu. Trung Quốc đưa về, cái loại của Trung Quốc đưa về là quý vị chỉ cần không cần đun gì đâu, là cho vào nước nóng là tự động là thấy thấy nó lên một cái lớp màu, nó nổi lên lớp màu gọi là màu khè, để anh chập lại nổi đỏ, chứng tỏ là ở đây là có sông tẩm. Và mình khi mình dùng á, nếu mà những cái loại mà kém chất lượng á, dùng nó không có cái mùi thơm, mà đa phần là ở trong đó là mình ngửi thấy cái mùi lưu huỳnh ở trong đó, nên là đó là mẫu sản phẩm nó không tốt cho sức khỏe. Mà mình dùng á, như vậy á, thì nó vừa là thứ nhất là sức khỏe mình, hai là về tiền, là mua những sản phẩm như vậy thì không sợ không xài được. Và giới thiệu thêm đây là cái sản phẩm về cà phê Hòa Tan, cà phê Hòa Tan bên Nhật Trường Tâm, cà phê sâm Hòa Tan. Thì cái cà phê này là cái từ cái tinh cà phê, là nhiều quý khách là vẫn không phân biệt được là cái bột Hòa Tan và cái bột nguyên chất. Thì tại sao là cứ nói là mua cái loại này về thì thấy là ở trong ly nước nó vẫn là có những cái hạt, bởi vì đây là cái bột nguyên chất, thì từ cái củ sâm mình nghiền ra thì nó là những cái hạt sâm thôi, thì bỏ vào nước thì đương nhiên nó phải nở thôi, giống như cái củ sâm mình trôi vào nước thì nó phải nở. Còn đây là cà phê Hòa Tan. Cà phê Hòa Tan thì người ta là có một cái công nghệ người ta làm, nhưng mà đương nhiên rồi nó sẽ không còn nguyên chất nữa, nên bởi vì vậy nên là ở trong những cái thành phần như thế này người ta sẽ quy định, nhà nước quy định là nó phải đáp ứng bao nhiêu phần trăm về caffeine, trong này nó sẽ có những cái dung môi, nên là khi mà quý vị coi á, thì nó sẽ thấy là những cái đường và sữa gọi là 3 in 1 hay 4 in 1, nó là đường và sữa, nên là và kết hợp với những cái kinh của cà phê này. Nên tại sao á, là cà phê nguyên chất á, với cà phê trộn là người ta yêu cầu á, là phải là 1%, từ 1% trở lên. Còn riêng với cái dòng cà phê Hòa Tan thì họ chỉ cần yêu cầu là 0,25% trở lên, bởi vì cái thằng này là tinh cà phê, còn cái cà phê nguyên chất là cà phê bán trên thị trường là người ta phải yêu cầu là từ 1% trở lên, tức là những cái thành phần như là cà phê trộn á, thì trong đó phải có thành phần cà phê trộn gọi là cà phê nguyên chất mình chế phin á, thì là phải 1% trở lên. Còn những cái hàng này về cà phê Hòa Tan thì là cái tỷ lệ nó là 0,25%, vì nó là tinh. Và khi mà mình tìm hiểu về quy trình sản xuất về cái tinh cà phê nó ra như thế nào thì mình mới hiểu là tại sao nó Hòa Tan được ở trong nước. Và nhưng mà về sản phẩm này tuy là cà phê sâm Hòa Tan, nhưng mà cái này cũng là thành phần là bột này, nên là khi mà quý vị uống cà phê này thì cũng thấy cái bột này nó nở ra với cái tỷ lệ ở trong đó, và mình dùng mình ăn luôn cái hạt cà phê thì rất là thơm ngon. Thì đây, thì đây là cái sản phẩm mà cà phê sâm Hòa Tan, uống rất dễ uống, và mình uống mình thấy cái có cái hạt sâm ở trong đó, và mình ăn luôn mình cảm thấy nó ngọt nó thơm.
đối với sản phẩm này thì đương nhiên rồi, đây là cà phê sâm Hòa Tan thì nó thứ nhất là tiện lợi, là mình chỉ cần là không cần pha phin hay là pha máy gì hết, cứ là xúc một cái muỗng rồi cho vào ly là mình có thể uống ngay và giúp cho tỉnh táo và ly cà phê thơm ngon. Mình uống cà phê Hòa Tan trên thị trường ra sao thì y chang cái loại này, chỉ có điều là kết hợp thêm sâm nữa. Thì sản phẩm này là một sản phẩm theo tôi đánh giá thì rất là ngon. Và mình nếu mình uống, mình cuộc sống bận rộn hay là gì, mình chỉ cần một ly cà phê để tỉnh táo thì đây là một sản phẩm rất là tốt, một sản phẩm tiện lợi cho thí dụ như về văn phòng mình mỗi sáng mình uống. Và đây là sản phẩm mà trà, nên đây là những cái combo vào một buổi sáng. Quý vị có thể là dùng đạn sâm để có thể là đây là một thảo dược dưỡng sinh mình có thể dùng hàng ngày để tốt và phòng bệnh cho sức khỏe. Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi video này, và hôm nay tôi đã phân biệt là giữa trà, đạn sâm, sâm dây do Nhật Trường Quang Tâm sản xuất và bột sâm dây nghiền mịn Nhật Trường Quang Tâm làm. Thì nó khác nhau gì? Là cái sản phẩm này là bột được đóng vào cái túi trà, nhưng mà bột này là chưa mịn so với loại này. Loại này thì mịn mà gọi là siêu mịn. Rồi, xin cảm ơn đã theo dõi video và đăng ký kênh Nhật Trường Quang Tâm để theo dõi những video mới nhất từ bên chúng tôi. Xin cảm ơn.